Chào mừng các bạn đến với kênh Gen Z, kênh thông tin tiểu sử người nổi tiếng. Hãy cùng chúng mình xem lại cuộc đời của các sao trong showbiz nhé. Học trò của Hà Anh tại Việt Nam Next Top Model chính thức kết hôn với người yêu chuyển giới. Theo chia sẻ của Maya Hồ, Hồ Mỹ Phương, học trò của Hà Anh, Phyllis Joy, hôn phu tương lai đã chính thức cầu hôn cô từ 11 năm 2019. Tuy nhiên, ngay sau đó là Covid-19 và những mất mát và tổn thương diễn ra khắp nơi, học trò của Hà Anh và hôn phu tương lai chọn cách không công bố thông tin trọng đại này để chờ đến thời điểm phù hợp hơn. Dịp Tết Nguyên đán mới đây, đôi uyên ương vừa trở về Việt Nam sau hơn 8 tháng sinh sống và làm việc tại New York, Mỹ. Nhận thấy tình hình dịch bệnh đã chuyển biến tích cực, các hoạt động bình thường mới chính thức trở lại, cô và chồng tương lai quyết định chia sẻ tin vui đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Maya Hồ kể, địa điểm cô nhận lời cầu hôn của Phyllis Joy là tại hồ Como, hồ nước lớn nhất tại Italy, cách thành phố Milan 45 km. Phyllis đã bí mật chuẩn bị cho khoảnh khắc trọng đại này từ trước. Khi con thuyền trôi ra giữa dòng nước, anh mới cúi xuống, trao cho cô bó hoa hồng đỏ thắm, nhẫn kim cương cùng lời cầu hôn xúc động. Cảm xúc dâng trào cùng vẻ đẹp thiên nhiên khiến màn cầu hôn thành giây phút Maya Hồ không bao giờ quên được trong đời. Trên trang cá nhân, Maya Hồ gửi đến chồng sắp cưới lời mật ngọt: anh là bến đỗ bình yên mà em hàng tìm kiếm. Ở bên anh, em được trở thành phiên bản thật nhất của chính mình, nhưng hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn. Em thầm cảm ơn vũ trụ đã dẫn lối để chúng ta gặp nhau trong hành trình của mình. Em rất cảm kích vì những lúc anh cho em phút giây bình yên và những lúc chúng ta đắm chìm vào những cuộc khám phá đầy tuyệt diệu. Hôn lễ của cả hai đang được xúc tiến và dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2022. Cựu thí sinh Việt Nam Next Top Model mùa đầu tiên cho biết cô sẽ tổ chức buổi lễ thân mật, ấm cúng. Maya Hồ, tên thật là Hồ Mỹ Phương, cô từng tốt nghiệp University of California, Mỹ, nhưng lựa chọn vào Việt Nam lập nghiệp sau khi bén duyên với Việt Nam Next Top Model mùa đầu tiên. Chỉ dừng lại ở top 9, nhưng cô được khán giả ghi nhớ bởi nhan sắc lai tây và đôi mắt sâu. Phyllis Joy, hôn phu tương lai của cựu học trò Hà Anh, là người chuyển giới gốc Hồng Kông. Anh và cô gặp nhau khi cả hai có cơ hội cùng làm việc trong một trung tâm thể hình nổi tiếng, nơi rèn luyện của nhiều ngôi sao đình đám. Hai người đã gắn bó và đồng hành nhiều năm, cùng trải qua nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người. Năm 2016, cả hai quyết định đồng sáng lập trung tâm đào tạo kỹ năng mềm cho các tài năng trẻ. Nhờ quyết tâm và sự kiên trì, trung tâm đã trở nên đơn vị xuất khẩu nhiều người mẫu nhí ra các sàn diễn quốc tế như New York Fashion Week, Shanghai Fashion Week. Chuỗi chương trình International Fashion Runway do Maya Hồ cầm trịch cũng trải qua hai mùa năm 2020-2021, gây tiếng vang lớn trong giới thời trang và khám phá ra các tên tuổi mẫu tuổi teen triển vọng. Mùa dịch năm ngoái, bộ đôi quyết định tránh dịch tại Mỹ, đồng thời kết hợp chuyến thăm gia đình sau nhiều năm xa cách. Cả hai còn quyết định chi mạnh để ở 3 tháng tại New York, Mỹ nhằm nghiên cứu, phân tích các xu hướng thời trang mới và các tiến bộ trong lĩnh vực giáo dục cho tài năng nhí. Sắp tới, Maya Hồ sẽ khởi động lại chuỗi International Fashion Runway và ra mắt cửa hàng thời trang ứng dụng.